Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn Miền Tây, mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú ngày mới thân tâm thật là an lạc và năng lượng đầy tích cực ạ. Và dạ thưa anh An, em cũng thay mặt khán giả cảm ơn anh rất là nhiều. Và em dạ thưa anh là hôm nay anh điện thoại em lên gấp, mà em nghe nói là anh có chuyện tâm linh muốn chia sẻ, thì bây giờ em lên thì em mời anh ạ. Dạ chào em. Trước tiên thì xin kính chào quý ông bà cô bác và quý anh chị em mình trên cộng đồng mạng, và xin chào kênh Tùng Nguyễn Miền Tây và kênh Tiết Liễu Cao Đài. Và theo thường lệ thì trước khi mà để mình trình hoặc mình chia sẻ pháp gì đó, thì trước tiên thì theo thường lệ thì anh cũng cầu nguyện lên cha mẹ thiên trên. Nguyễn An xin kính chào tất cả quý vị. Đúng, Nguyễn An tôi điện gấp Tùng Nguyễn lên vì có một việc là tâm linh cho nhân loại sắp tới đây. Cho nên là trước khi muốn chia sẻ này, Nguyễn An tôi cũng xin nói trước là đúng ra là Nguyễn An tôi đã từng nói trên mạng là đúng là chia sẻ chính cái clip mà vừa rồi là nó lòi ra tới là 11 cái clip, mà còn một cái clip nữa là Nguyễn An tôi sẽ dừng lại không lên, nhưng mà vì thiên thư ở trên gửi xuống để cho nhân loại, mà cho nên cha mẹ những cái thiên thư này để đem đến cho nhân loại, mà trong thiên thư nói rằng cha mẹ nói rằng là gửi tất cả cho tất cả chúng sanh trong quả, tất cả trong quả địa cầu này và đông tây nam bắc phải nhận cái bài này. Cho nên mà Nguyễn An tôi mà không chia sẻ lên đây thì ai làm bây giờ? Cho nên vì chỗ đó mà cái trách nhiệm này Nguyễn An tôi đành phải làm. Cho nên là phải xuất hiện lên đây để nói gấp cho tất cả cô bác chị em mình để nhận một cái thiên thư này. Và cái thiên thư này là gì? Tới đây là vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức là ngày lễ tổ vua Hùng Vương. Thì ở trên cha mẹ và cũ trùng thiên sẽ lập một cái bắt quái môn đồ trận vào chính ngay trong ngày đó. Để chi? Đây là giây phút điểm đạo cho tất cả môn đệ, những người dưới thế đây, và bắt môn đồ trận này cũng xuất hiện, cũng chính là giây phút thâu tất cả tà ma ngoại đạo hết. Cho nên là những người nào mà không quay đầu lại trong thời kỳ này thì sẽ vướng vào trong bắt môn đồ trận này, có nghĩa là bị xử tất cả. Cho nên vì chuyện gấp này mà trong khi đó cha mẹ và thầy tổ đã lập một bát môn đồ trận này vào ngay mùng 10 tháng 3 này, thì cho nên mà cha mẹ cũng có hướng dẫn để bài những cái lễ vật soi theo hình bát quái cũ trùng để tới ngày đó để điểm đạo cho các môn nhân trong như thế này. Cho nên là Nguyễn An tôi phải xuất hiện ở đây. Và thì trước khi vô mà để mà tôi Nguyễn An tôi đọc những một hai bài thiên thơ này gỡ xuống xong là Nguyễn An tôi sẽ hướng dẫn cho bà cô bác bà con mình tới ngày đó mình sẽ bài lễ ra để mà lập cho nó đúng cái nghi, để cho cha mẹ và tổ thầy sẽ chứng cho quý vị mọi người để được điểm đạo, để không lọt vô trong trận bắt môn đồ trận này là rất là nguy to. Thì nhờ Nguyễn An tôi xin đọc.
cái này chữ nhỏ có người ăn viết định để coi kiếm cho trang. Đây cái bài thứ nhất đây là Thiên Khai Quỳnh Đạo Trường Quốc Khách. Thiên Nhân Địa Khối Đại Quang Khai Giáo Kỳ Ba Bổn Ngọc Hoàng Quỳnh Bủ Diêu Trì Giao Giáo Chủ Đạo Trường Quốc Khách Cả Khôn Càng Vô Di Chánh Pháp Chí Tôn Diêu Trì Địa Mẫu Kim Ngôn Phổ Truyền Âm Dương Lượng Tử Từ Trường Diệu Quyền Điển Khí Đo Lường Tâm Thân Long Hoa Nguyên Thượng Đã Phân Thiên Trường Giáo Hội Tân Dân Đại Đồng Bát Môn Trận Pháp Quyền Không Phủ Trùng Thầy Triển Liên Thông Hoa Kỳ Cái đoạn này thì Nguyễn An tôi đọc tới đâu thì sẽ giải cái đoạn đó. Cái đoạn mà Long Hoa Nguyên Thượng Đã Phân Thiên Trường Giáo Hội Tân Dân Đại Đồng Bát Môn Trận Pháp Quyền Không Phủ Trùng Thầy Triển Liên Thông Hoa Kỳ nghĩa là Bát Môn Đồ Trận là Bát Môn Trận Pháp Bát Quái Trận Đồ Thiên Trận Đồ có nghĩa là tiêu diệt Đồ Thiên có nghĩa Trận Pháp Đồ Thiên mở ra để thâu hết bàn môn tả đạo phấy loạn đạo pháp thứ nhất thì trong đây là ơn trên nói rõ là tới ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch đây thì cũng nói rõ cho quý vị biết là vừa rồi Nguyễn An tôi lên cái bảo dân môn là Đức Minh Chúa cho nên đã ngài đã có hiện diện và tới đây là ngài sẽ lập các bắt môn đồ trận tại thế và trong vô di thì có củ trùng thiên cho nên hữu di và vô di hiệp nhau để lập các bắt môn đồ trận này cho nên là trận pháp đồ thiên mở ra thì thâu tất cả hết bàn môn tả đạo quấy loạn đạo pháp thứ nhất thì Nguyễn An tôi đã từng nói trong Tam Nhật Đàn rằng là cái uống Tam Nhật Đàn khi sau này 1935 thầy đã tiên tri nói sau này thầy sẽ lập bắt môn đồ trận mà người tu 1000 năm bước vô cũng không thoát ra được mà ngày hôm nay là thầy đã tới lúc thầy đã mở ra rồi lập ra rồi thứ hai thâu hết các địa tiên ỷ tài kiêu căng ngạo mạn chẳng chấp hành thiên lực chẳng giữ lòng hiếu sinh chẳng giữ đạo nhân lưng có nghĩa là cái phần hai này là ơn trên nói rằng là những vị địa tiên như thế này nè có nghĩa là ỷ tài kiêu căng ngạo mạn mà chẳng giữ lòng hiếu sinh là không có chịu ăn chay lạc tôi đã từng giảng là có nghĩa là tu phải ăn chay ăn lạc ăn mặn phải ăn chay mới trở về tinh thực mà những vị còn cố chấp cho nên là thiên thơ gửi xuống cảnh báo là có nghĩa là nếu quý vị mà không tin theo chẳng giữ lòng hiếu sinh chẳng không ăn chay thì tới đây sẽ lọt vô trong bắt quái đồ trận này tóm thâu hết là kêu bằng xử hết cho nên vì đây là tôi thấy cho nên là tôi gấp rút cho nên tôi phải là cho quý vị biết thứ ba thâu hết bọn tà ma quỷ quái yêu tinh xúi dục phá hoại trật tự nhân gian thứ tư thâu hết chư tiên xuống thế trở nên tha hóa bại hoại quên đường hồi quê có nghĩa là cái thứ tư này là những vị mà xuống thế á, là thâu hết là chư tiên á, xuống thế trở nên tha hóa có nghĩa là quên đi thân mình xuống thế mà không chịu mà đào luyện tu luyện mà mình để cho nó tha hóa bại hoại quên đường về hậu quê cho nên thâu hết tới đây cho nên là vì chỗ đó mà những số nguyên căn xuống đây bị nhiễm trần á là bay bắt quái đồ thiên này mở ra là bắt đầu tốn thâu hết đó. Củ trùng thiên là tức là củ trùng thiên bộ máy vô di vận hành đại la thiên nghĩa bóng nơi Phật Thánh Tiên chầu Ngọc Đế đại la thiên nghĩa đen bắt đầu phần này phần giải an rồi tiếp theo nè đọc thiên thơ đạo quỳnh ứng diệu quyền di đại tiên hộ pháp tam kỳ về ngôi hội đồng tam giáo âm lôi tiễn nhà con đạo về nôi cao đài giáo tông ấn định đạo khai dạng thù quy nhất bổn lai thiên trường
linh căn linh tử phải tường châu du đây đó, thẳng đường về đây kinh điển Phật mẫu. Bổn lai thiên trường linh căn tử phải tường, bản thân của các linh tử phải quy về giáo hội thiên trường như thế, và phải hiểu rõ lệnh này để không bị mắc sai lầm. Cái vấn đề này thì cái đoạn giải này thì nói chung là ở dưới thế này là thay vì trước đây là quý vị biết không, trước đây là các mà Phật Thánh Tiên lâm phàm xuống á, là cả kim thân của Lạc Dương cũng xuống luôn. Dạ. Xuống luôn, nhưng mà vừa rồi Nguyễn An tôi đã chia sẻ nơi mà ngài xuống nơi Bảo Giang Môn á, rồi ngài soi dần ra Tây Phương, nhưng mà cũng vẫn có cái, nhưng cũng vẫn người bình thường, cũng vẫn sống như người bình thường. Dạ. Cho nên đến cái ngày giờ nào, đến ngày giờ đó, nhưng mà rồi trên mới chuyển tất cả và cho ngài luôn, và sau đó ngài từ năm 2018 ngài sẽ biết thân phận của mình, và ngài nhận chín luồng điển ở trên để chi, để cùng với tất cả chuyển cho, và để cho ngài lên núi. Tôi đã từng nói ngài lên núi ngài tu luyện rồi, cho nên là từ chỗ đó mà và trên sẽ chuyển cho ngài trở xuống núi và gặp những phái Bình Bổ Sơn Kỳ Hương tất cả, và làm một việc kêu bằng việc tâm linh để cho thiên thượng gỡ những cái thiên thơ xuống và đặng chờ ngài để mà kim thân nhập thể đó. Cho nên đây gọi là giáo hội thiên trường, có nghĩa là thiên trường là thiên là của trời, một trường thiên của trời. Cho nên giáo hội là gom cái hội tâm linh này lại, là những người mà kêu bằng là do nó vô di chuyển về để gặp ngày hôm nay tới ngày giờ, cho nên phải lộ ra phải nói. Cho nên là ở nước ngoài ha, là của ngài là của quốc khách đại đạo. Yeah. Là gọi là tòa đình quốc ngoại, còn ở trong Việt Nam tòa đình quốc nội, nhưng mà ảnh cái đó không cho, không quý vị không biết nó, chỉ có người chuyển về trong tâm linh là mới biết. Cho nên là những tòa đình quốc nội người ta đang vận hành trong cái Bắc Tiên, là vừa rồi những cái cơ trận đồ tất cả, nhưng mà cơ trận đồ nó nhỏ thôi, cái cơ trận đồ tới đây là Bắc Thiên đồ trận mới lớn. Yeah. Rồi quý vị đã rõ ha, bắt đầu tôi xin đọc tiếp ha. Ở với phần chỗ này nè, cho nên là giây phút này là vừa rồi là hết năm Quý Mão á, là hết năm Ân Xá rồi, cho nên bước qua năm Giáp Thìn là Phật Thánh Tiên và cả Lạc Dương cũng xuống thế luôn nữa. Có nghĩa là bây giờ mới là ngày mới xuống thế là Phật Thánh Tiên cũng xuống luôn. Xuống có nghĩa là đã để cái kim thân, để xác thân sẵn ở dưới thế gian rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ là có nhập vào thể á, bây giờ là có nghĩa là không còn người phàm nữa đó. Yeah. Bắt đầu bước vào năm thìn này nè, trở đi nè. Tại vì đúng. Yeah. Rồi cho nên cái cơ này đã lộ hết, cho nên tôi phải nói là trên cho tôi ra để nói, cho nên cho quý vị biết tất cả trước đây cũng như là chưa gọi là Di Lặc hiện thân, mà bây giờ là ngài đã xuống thế, đã hiện vào trong xác thịt rồi, hiểu chưa? Cho nên là không còn điển nữa. Yeah. Đó. Cho nên là từ năm Giáp Thìn này trở đi, tại vì ngài xuống để cho lập Bắt Quái Đồ Thiên Trận. Trong cái hữu vi, mà trong vô vi là cửu trùng thiên, cho nên hai bên hội hiệp nhau để chi ông, để thâu hết tất cả. Rồi quý vị cũng rõ ha, bắt đầu tôi đọc tiếp ha. Yeah. Kinh điển Phật mẫu Phật thầy, thiên minh chiếu điển, chuyển soi ngũ hành, bát môn trận pháp lập thành, cửu trùng từng Phật vận hành từng cung, tam thanh quan lý huyền khung, chánh môn ngõ điểm vua hùng tháng 3. Đó, chỉ vào tháng 3 đó. Ngày mùng 10 âm lịch, vậy là lập đài Bắc Cũ Long Hoa Thiên Bàn, có nghĩa là vô vi và hữu vi và ngài cùng trong cửu trùng thiên lập, có gọi là cái đó kêu bằng là lập đài Bắc Cũ Long Hoa Thiên Bàn. Bắc Cũ này có nghĩa là bát quái, cũ là cửu trùng thiên. Dạ. Yeah. Cho nên là tới đây là chút nữa xong hết hai bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho bà quý cô bác bà con mình sẽ xây cái dĩa trầu theo bát quái cửu trùng để cúng tới ngày đó để được điểm đạo. Dạ. Yeah. Yeah. Cái đó mới là quan trọng. Phần này giải ha, phần này là đóng ngoặc giải cái phần này. Lệnh cho tòa đình giáo hội thiên trường phải lập bát quái cửu trùng Long Hoa Thiên Bàn vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức là nhằm ngày 18 tháng 4 2024 dương lịch, cũng chính là ngày lễ của vua Hùng Vương.
tháng 3 này. Tam thanh quang là có nghĩa là ánh sáng của tam thanh, còn lý huyền khung là có nghĩa là thở chưa dựng nên ngôi trời đất phản không, không gian mịt mịt mờ mờ, hồn nhiên mối khói ban sơ dần dần lưng chuyển gồm cơ nhiễm màu, khí khinh khinh rộng sâu tỏ khắp, ánh quyền bền chặt lưu hành, vô tình vô danh cưỡng giết, đại đạo quá sanh vô cùng tượng, một điểm tụ trung duy nhất là lý, ngôi thái cực thánh hoàng vận hành phân khí tạo đoan, âm dương ngưng tụ thế gian lập thành. Có nghĩa là cái phần này giải về cái câu trên là có nghĩa là lập đài bát cũ long qua thiên bàng. Rồi bắt đầu Nguyễn An tôi sẽ đọc tiếp cái bài thiên thơ. Chứng minh con đạo trào tam, khai bàn đạo chuyển việc làm trường thiên, cơ bàn kim mẫu diệu quyền, ngọc hoàng thượng đế giáng miền trần gian, bủ sơn huỳnh đạo thiên nhân, vô vi minh chiếu các hàng chư nhu, thiên bàn đạo lập tâm tu, nhãn nhất bổn tán dạng thù long qua, thiên danh định sẵn trần già, cao đài hòa hảo bủ tò càng khôn, thượng quân phổ quá thánh ngôn. Cái này phần này, cái phần này là xin giải cái chỗ này hen, là cái câu này là cái câu mà là thiên danh định sẵn trần già, có nghĩa trần già này là cờ già mà danh xưng mã quá của Phật mẫu. Cho nên là vừa rồi là Nguyễn An tôi cũng có giải nghĩa là rằng là cái tấm trần già của bên đạo hòa hảo bủ sơn kỳ hương thờ, là cho nên là cái cung khôn mà cung khôn đó là cũng của là hồng quân thượng tổ, mà cái chữ hồng này cũng là của Phật mẫu luôn, cũng cung khôn luôn, cho nên là ơn trên diệu dụng lắm. Cho nên là đây mới giải là xưng danh xưng mã quá của Phật mẫu, của Phật mẫu, và cũng là Phật thánh tiên liên kỳ hải hội. Trần già là cờ già nè, trần già là cờ già là do mẹ Diêu Trì Kim Mẫu chủ tọa trong vô vi đó, đúng không? Và đức ngài Di Lặc chủ tọa tại hữu hình. Chút nữa rồi tôi sẽ viết cái một cái sơ đồ này lên bảng cho quý vị xem. Đây là bài một thiên thơ trên gỡ xuống, là bài thứ nhất. Giờ tôi sẽ đọc tiếp cái bài thứ hai. Bài thứ hai là xong rồi, tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Cái bài thứ hai này là gọi là cái bài thứ hai này gỡ xuống là để điểm đạo cho những môn nhân như thế này, là nếu mà ai được mà biết được cái từ đây là tới 6 ngày nữa, nếu ai biết được thì lập cái bàn hương án. Chúng con Nguyễn An tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cô bác mình, rồi tới đó là ơn trên trong giây phút đó là giây phút thiêng liêng nhất luôn, cho nên sẽ được người đó sẽ được điểm đạo. Nhưng mà anh An cho em hỏi là cũng như cái này riêng đạo câu đài hay là tất cả các cái này đó? Đâu có, cái này là không có điên đạo câu đài, cái này không phải nằm trong đạo câu đài. Dạ dạ. Cái này là có nghĩa điểm đạo hết tất cả những toàn cầu này luôn. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Rồi đọc hen. Dạ. Điểm đạo. Điểm môn đồ đến giờ chuyển thế, đạo thiên trường thực tế hôm nay, vô vi chiếu điển thiên khai huỳnh đạo điểm ấn cao đài long qua. Rồi giải cái phần này hen, đến giờ chuyển thế. Đến giờ chuyển thế là trên đây nè, đến giờ chuyển thế có nghĩa là đến thời điểm bắt buộc phải chạy ngược dòng về nguồn, buộc chúng nhân phải quay đầu hối lỗi, đã không còn là thời điểm chỉ đơn thần giác thế nữa, mà đang bước sang thời điểm chuyển thế, không nghe suông mà buộc phải làm, nhân loại phải thực tâm hồi đầu, nếu không thì sao, thì hết bãi còn ba, mà hết hai còn một, nếu vẫn không quay đầu thì hết một còn không, tái lập lại loài người trên mặt đất này như ba lần trước. Có nghĩa là nếu mà nhân loại tới đây mà không chịu quay đầu lại nhiều á, thì sẽ lập y như mà hai thời trước, có nghĩa là kêu bằng lập trắng hết đó luôn á. Thực tế hôm nay là thiên thơ đồ tận đã giao cho giáo hội thiên trường sẽ biến thành thực tế hiện tiền để chúng nhân thấy tận mắt. Thiên thượng cha không bao giờ đe dọa chúng nhân như thế, nhưng mà vì lòng từ bi nên phải cảnh báo nóng để mọi người biết rõ và tự chọn lựa cho mình con đường. Đó là phần giải hen. Tiếp theo hen. Dạ. Con đạo Chúa hay là đạo Phật? Đạo thánh tiên hoặc bậc nhân hiền phải về kinh điển Phật Thiên, nơi trường thiên giáo hội tại miền Trần gian. Bắt đầu giải tiếp nè. Phật Thiên là một vị, là không phải ông Thiên và ông Phật, không
mà ông Ba Thới có tiên tri trong Kim Cổ Kỳ Quan Nhị Thiên Túc Vật Nội Phật Ngoại Trời. Chữ Túc có nghĩa là chữ vật thành chữ ngọc, ngọc đây là ngọc đế. Vì thế câu trên ý nói rằng Đức Nhị Thiên Ngọc Đế trong Phật Ngoại Thiên, hay nói rõ hơn là Đức Nhị Thiên ngôi hai là chiếc thân của Ngọc Đế xuống thế hiện thân thiên bên ngoài, nhưng bên trong thực chất là cốt Phật trong cơ kỳ Thiên Khai Quỳnh Đạo kỳ ba vô di đương lai. Trên nóc tòa Thánh Tây Ninh, tượng Đức Di Lạc ngồi trên lưng con cọp, mặc áo giáp trong áo cà sa ngoài, nghĩa là trong thiên ngoài Phật. Bắt đầu đọc tiếp ha. Thiên thơ: Long Hoa Hội điểm hàng linh tử, các nguyên căn phải dự lần này, phải Phật Thầy Phật Mẫu chuyển soi, trên toàn vũ trụ đông tây nhận bài. Nói thơ có nghĩa là cái bài này là cha mẹ là Phật Thầy nói rằng là Phật Mẫu chuyển soi, trên toàn vũ trụ đông tây nhận bài, có nghĩa là cái bài này gửi xuống á, muốn gửi hết tất cả những chúng sanh dưới địa cầu này phải nhận được cái bài này. Nếu ai không nhận được cái bài này rất tiếc cho người đó. Cho nên mong rằng Nguyễn An tôi thì lên trên mạng này thì cũng một phần nào thôi, thì mong rằng đây cũng kính mong quý vị ông bà cô bác, nếu ai mà xem được cái này thì xin chia sẻ những người mà người ta chưa biết được những cái thiên thơ này của cha mẹ trên gửi xuống. Dạ. Để chi ông, để họ nhận được một cái đặng Nguyễn An tôi hướng dẫn họ để bài lễ để cúng trong cái ngày mùng 10 tháng 3 này, để họ được cha mẹ bước vào trường thi của cha mẹ tại thế này. Nếu không là họ sẽ lọt vô trong Bắc Môn Đồ Trận tới đây. Vậy sẽ bị bữa, vậy là bữa nay mùng 4 anh, mùng 4 là còn 6 ngày nữa. Dạ. Cho nên ngày mùng 4 này là còn có 6 ngày nữa, mà 6 ngày này đếm từng phút từng giây cho nhân loại. Dạ. Điển Hải Hội Liên Kỳ truyền tải các đệ môn trai lạc, từ đây đến khi dỗ tổ vua Hùng năm này tôi phân cấp bậc mới khai bộ đầu. Đó, thấy không? Có nghĩa rằng là cái bài này là trên nói rằng từ đây nếu ai nhận được cái bộ thiên thơ này thì từ đây tới 6 ngày là bắt đầu là cúng để lập cái bằng hương án, là phải giữ chai lạc, phải giữ chai lạc và không rời đây. Các đệ môn phải chai lạc từ đây đó, là phải giữ luôn cả sắc dục luôn nữa. Cho nên là tới ngày đó là sẽ được khai mở bộ đầu. Những vị nào mà đang tu tinh tấn là gìn giữ tới đó sẽ được, nếu mà được là Nguyễn An tôi sẽ chia sẻ với quý vị là quý vị sẽ thực hành cái lễ cúng đúng 12 giờ trưa tới đây. Dạ. Là ngày mùng 10 tháng 3 quý vị sẽ được khai mở bộ đầu. Nó cho nên là đây là một, để nói điểm đạo mà, điểm đạo như thế mà gửi tất cả toàn cầu mà. Dạ. Đó. Cho nên vì chỗ đó mà những người mà còn không ăn chay ăn lạc tu hành là cái bằng là tới đây là bị bắt quái mà cái bằng mà bắt quái thiên thơ đồ, bắt quái đồ trận này thâu hết luôn. Đó. Dạ. Bắt đầu Nguyễn An xin đọc tiếp ha. Linh Tiêu Điện Bãi Châu Hiệp Lữ Đạo Quỳnh Hồng Ngôn Sứ Khảo Thông Lệnh Trời Đất Chuyển Đại Đồng, thấy không? Chuyển đại đồng đúng không? Lệnh trời không? Đất chuyển đại đồng. Tôi giao kiếm lệnh giáo tông ứng bài giải ha, cái thằng này giải câu đây mấy nè. Đạo Quỳnh Hồng là có nghĩa là chữ Quỳnh này là danh của cha Thượng Đế trong vô di, mà cũng là chính là cái chơn điển Quỳnh Quang của cha. Dạ. Còn cái chữ Hồng là danh của mẹ Diêu Trì trong vô di, cũng chính là chơn điển của Hồng Quang của mẹ. Cho nên phối thành một thể nơi thân thiên Phật hiện thể để khai đạo kỳ ba vô di tiễn phong bậc thánh đức nhân hiền dẫn độ tăng dân vào đầu thượng quân này. Rồi Nguyễn An tôi sẽ đọc tiếp ha. Dạ. Long tiền kiếm mà ngài hộ pháp đã xử phân hỗn tạp từng nơi, Long Hoa chợ đó giao thời Tây Ninh Gò Kén kính lời chí tôn. Thì cái đoạn này có cái tới đây là có cái cây long tiền kiếm. Thì trong đây người ta giải là trên giải rằng là nói rằng nhắc chuyện trước đây vào thời Cao Đài mới khai mở và lúc Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc còn tại thế. Thì lúc đó thì Đức Hộ Pháp còn tại thế thì ngài á, theo mà trong cái du di bà Bắc Nương mới cho ngài biết là để đi đến ở hình như là thành phố Mỹ Tho.
đúng rồi, thành phố Mỹ Tho, để rút cái cây Long Kiền Kiếm lên, mà do nơi là cái người bên Tàu á em, Tùng Nguyễn qua để yếm đất nước Việt Nam, mà cây Long Kiền Kiếm này nó yếm á, yếm đó là để dơm, để có nghĩa là khi mà chém nhân tài của Việt Nam, cũng như là có nghĩa là quân sư của Việt Nam bên Tàu nó biết Việt Nam sau này sẽ thánh nhân sẽ xuất hiện rất là nhiều, cho nên là nó không làm chủ, nó không có đô, nó không có đô hộ gì được Việt Nam, cho nên vì đó mà nó chém nhân tài. Mạnh chém nhân tài sao? Nó có nghĩa là nó dùng cái cây Long Kiền Kiếm là nó yếm xuống ngày đó, lúc Đức của Pháp đi dở cái Long Kiền Kiếm, thì khi mà những nhân tài này sanh ra là bị chết yểu, sanh ra bị chết yểu, nó nghĩa bị diệt á. Cho nên lúc mà Đức của Pháp, tôi chỉ kể sơ lược thôi hen quý vị, lúc Đức của Pháp mà rút cây long tiền kiếm này lên thì nước nó búng lên nha, nước mạch búng lên nha, mà trong cái cây Long Kiền Kiếm là nó làm những bùa gì đó mình không có biết tùm lum à. Rồi khi ngài đem về tòa thánh thì ngài trấn trong tòa thánh, mà trong khi trấn tòa thánh là đệ tử ngài không biết trấn ở đâu, lấy hồ vô mà cắt, mà ngài không biết cắt ở đâu luôn á, cắt theo vô di luôn, không biết đâu luôn á. Cho nên là ngày hôm nay là thiên thư gửi xuống nhắc tới cây Long Kiền Kiếm. Bắt đầu tôi đọc tiếp ha. Giới hàm ý rằng màn xử phạt khốc liệt đã tới nơi rồi, Bát Môn Đồ Tận Củ Trùng Thiên Kiếm Long Tiền nữa không, của quyền thiên thượng đế chính thức trao tay là để quét sạch tà ác bại hoại nơi thế gian, tái lập lợi địa cầu này, và trước sử đạo sau sử đời. Thế nên sớm nhận ra bàn tay tả thầy nâng ấn ngọc đế, hữu tạm yêu nắm đốc kiếm Long Tiền, trước sau mang chữ Bảo Thiên, tại nghe mắt ngó nhân hiền tinh quân, thầy lãnh lệnh xuống miền Dương Thế, chờ đến ngày khánh tể triều ban, đầu thầy đội nặng thiên hoàng, giai mang Dương Thế, giai hoàng kinh lưng. Đó, quý vị đã nghe rõ chưa? Cho nên là tôi cũng mong rằng từ đây còn 6 ngày nữa mà Bát Môn Đồ Trận này mà khai triển ra rồi á, những vị mà đi lạc đường không quay lại sẽ không có còn cứu kịp nữa, không còn cơ hội ha, không còn cơ hội nữa. Cho nên mong rằng quý vị nên suy nghĩ lại, nếu không là trễ qua cái mà Bát Môn Đồ Trận này khai triển rồi á thì quý vị không được cứu đâu, những người đi lạc đường mà rơi vào tà môn tà đạo này cái đâu. Tôi báo trước hen. Đọc, Nguyễn An xin đọc trước. Thiên trường đạo quyền không tại thế, Phật thánh tiên một thể giáo tông, hiện thân cứu giúp đại đồng, trần già tám bủ thiên thông trong ngoài, con dân môn đệ khắp nơi, nếu không về được thì ngồi tại gia, có nghĩa rằng là ngài lập ra đó. Cho nên là ngài mới kêu là nếu mà không đến được nơi ngài, hoặc là thì chúng ta lập cái bằng hương án, tới đây Nguyễn An sẽ chỉ là lập tại gia để chi ông, để nhận được cái được điểm đạo của cha mẹ trên. Tại gia nè, những lễ vật nè, bông hoa trà rượu, vậy là nước dừa nước lạnh, cao trầu mới tim, sắp hình bát cũ làm nền, thêm vào những món làm tên trong nhà, đem ra kỉnh lễ mẹ cha, Phật thầy Phật mẫu, Di Đà chứng minh, Ngọc Hoàng Thượng Đế trong mình, Diêu Trì Địa Mẫu Châu Linh soi lòng, sẽ vào một cổng quyền không, Thiên Trường Giáo Hội điểm đồng thế nhân. Có nghĩa là sẽ vào, cho nên là chúng ta sẽ được là Phật thầy Phật mẫu Diêu, chúng ta đem ra kỉnh lễ lập bạc hương án, là đem ra kỉnh để kỉnh lễ cha mẹ nè, kính lễ cha mẹ là thiên á, được Phật thầy Phật mẫu Di Đà chứng minh cho ta. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế thì ta là nhận là cũng nghĩa là sẽ có tông mình của mình rồi, và mẹ Diêu Trì Địa Mẫu thì Châu Linh soi lòng chúng ta đó, sẽ vào được một cổng quyền không đó. Cho nên tới đây là tất cả các cửa đều đóng lại hết đó em, khi mở bắt ngoái thì chỉ có một cửa thôi, một mới được về. Cho nên là phần này giải á, phần này là để tôi giải này hắn sắp hình bắt cũ làm nền, thêm trầu. Tiêm trầu là quét dâu đó, một lát mỏng cao tươi, soi dĩa trầu theo hình bát quái củ trùng, tức là một lớp 8 lá trồng lên 9 lớp. Vô Vi căn dặn rằng tất cả nguyên căn là phải về, còn nếu không về được thì giữ tại nhà, phải thiết lập thiên bàn ngoài trời để kỉnh lễ vào lúc 12 giờ trưa, nghe rõ hen? Vào lúc 12 giờ trưa ngọ thời ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhằm ngày thứ năm ngày 18 tháng 4 2024 dương lịch,
Lễ vật gồm có 5 cây nhang, 2 cây đèn cầy, 1 bình hoa, 1 dĩa trái cây, 3 chung trà, 3 chung rượu, 3 chung nước lạnh, 1 trái dừa, 1 dĩa trầu cao, sẽ vào một cổng quyền không thiên trường giáo hội, chỉ điểm đồng thể. Thế nhân có ý nói rằng tất cả cổng đều đã khép lại, thấy không? Đã khép lại ha. Khi mà bắt môn đồ trận này khai ra là tất cả các cổng đều khép lại hết. Chỉ còn một cổng duy nhất để cho linh tử thoát nguy là vào cửa đạo giáo hội thiên trường, chính là Huỳnh đạo, đạo Huỳnh của Thượng Đế, gồm tam giáo hiệp ngũ chi. Còn nếu lạc lầm sẽ trong khói biển lửa, khói mù mịt, loạn đạo loạn đời thì đừng than quán gì sao không thoát khỏi bắt quái đồ thiên trận, thấy không? Nói thì thiên thơ như vậy thì bắt đầu Nguyễn An tôi sẽ xây cái dĩa đầu cho quý vị ha. Dạ. Khoan thì trước khi xây thì cho Nguyễn An tôi vẽ cái đây. Cho quý vị coi cái bản đồ này trước đi, rồi tôi sẽ xây cái dĩa tàu cho quý vị sau. Dạ. Cái sơ đồ của tổ chức mà Liên Kỳ Hải Hội ngày hôm nay nè. Dạ. Sơ đồ tổ chức vậy cũng như là còn 6 bữa nữa ha. Còn 6 bữa nữa. Cho nên là mong rằng là cô bác mình chia sẻ ra rộng ra, nếu mà ai mà làm thì có tạo công đức dương trên đó thì sẽ lập công á. Dạ. Tổ chức Liên Kỳ. Thì cái clip này phải lên sớm. Đúng rồi, phải nói là cấp tốc luôn á, bây giờ là khi mà anh đưa giao cho em rồi, cái này là trách nhiệm của em á. Dạ. Hiểu không? Dạ. Cái này là còn mà thông báo chết chóc về chuyện đó, còn cái này là mới quan trọng nè, nó cho biết trước luôn á. Mỗi người một bổn phận ha anh. Đúng rồi. Dạ. Để quay rõ cho cô chú xem, lúc trước cô chú nó nhìn không thấy chữ. Viết này viết mới hay viết cũ anh? Mới à, viết này viết mới đàng hoàng à. Viết mới rồi. Cô bác ta nói nhiều quá, bây giờ mình cũng ráng với viết máu với cờ già nè. Cờ già là tấm đằng già đó của bên Hòa Hảo thờ á. Rồi Nguyễn An tôi sẽ viết cho quý vị thấy là lôi đại cán thượng lão ông hàng chi mực thấy rõ hơn. Đại chi hội năm, đại chi hội quả châu lực và châu lịch thượng quản thiên tôn, trưởng quản thiên tôn chứ, trưởng quản thiên tôn, trưởng quản thiên tôn quản thiên tôn chân giáo căn vô gì tam trào điển hồng bàn kim cổ
Có nghĩa là cái này là cái bằng cái sơ đồ là trong vô vi và hữu, cái hữu vi của Đức Phật Di Lặc và mẹ này, trong cái vô vi á là kêu bằng là để mà để lo cho cái cuộc tới đây á. Vô lực thiên tôn Cơ này cũng như gấp đúng không anh? gặp này không phải là để đã nói là tôi nếu mà không gấp tôi không có lên xuất hiện đây đâu. Bổ Sơn Quỳnh Đạo. Đức Di Lặc. Rồi ha, bắt đầu Nguyễn An tôi để là có nghĩa là cái mà cái sơ mà cùng ngày hôm nay là sơ đồ mà tổ chức Liên Kỳ Hải Hội, Liên Kỳ Hải Hội này tất cả là nó gom tất cả nè, là đây là Thiên Mẫu là mẹ nè, cờ già là có nghĩa bởi vậy ra Nguyễn An tôi nói là thay vì cái tấm cờ già trần già của bên Hòa Hảo Bụi Sơn Kỳ Hương Thờ á là có nghĩa là nó cung khôn là cung của mẫu. Mẹ cũng cung mẫu mà Hồng Quân Thượng Tổ cũng cung mẫu cũng cũng cung khôn luôn, hiểu chưa, cũng cung khôn luôn, chỉ có cha mới cung cung càng thôi à. Cho nên là Thiên Mẫu đại diện trong vô vi, đại vô vi, cho nên là cái sơ đồ này là Liên Kỳ Hải Hội là gom hết tất cả Phật Thánh Tiên tại thế và trong vô vi luôn hen, kêu bằng cái này là vô vi và hữu vi hết luôn hen, cái cơ tới đây nè hen. Cho nên là còn đây nè, này là hoạt động trong mẹ, là hoạt động trong vô vi nè, còn Đức Di Lặc nè xuống thế nè hoạt động trong 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 hữu vi như thế nè, là Đức Di Lặc khai vào Bổ Sơn Quỳnh Đạo nè, Bổ Sơn Quỳnh Đạo đó, cho nên là cái Quỳnh Đạo mà trong mà hai đôi liễn của mà Cao Đài á, cho nên là hiệp nhập Cao Đài Bá Tánh Thập Quy Quy Chính Quả đó. Còn cái câu kia là Thiên Khai Quỳnh Đạo Tam Giáo Ngũ Chi Hội Long Hoa, có nghĩa là Quỳnh Đạo tới đây là tại sao lấy là Bổ Sơn Quỳnh Đạo, vì cái Quỳnh Đạo này là gom tất cả tam giáo hiệp ngũ chi mà gom hết, cho nên này tao cho nên là lấy chữ Bổ Sơn là có nghĩa là có nghĩa là có Bổ Sơn trong đây nữa, cho nên gọi là Bổ Sơn Quỳnh Đạo. Cho nên là Đức Di Lặc sẽ gom hết tới đây, Đức cho nên Đức Phật Di Lặc sẽ gom hết dưới hữu hình này nè, đây là dưới dưới vô hữu hình nè, dưới là gọi là hữu hữu di, đây là vô di nè hen. Rồi quay cho bà con rõ là tôi sẽ bây giờ tôi sẽ vô trong một cái xây một cái dĩa trầu kêu bằng là Cửu Trùng Thiên Bát Quái. Cái này là mới quan trọng nè anh, gian dẹp này tôi anh ra dẹp đó đi, dẹp ơi, chỗ nào đi đây, dẹp đi. Tắt đây này, chủ cực tắt đây đây nè, nếu mà xong rồi bắt đầu qua đây hen, bắt đầu xây nè hen, đây nè. Xây xong cái đầu tôi đem ra ngoài luôn nè, lại đây quay gần nè hen, bắt đầu giờ đây hen quý vị, cái này là mới quan trọng hen, cái này là mới quan trọng nè. Đúng ngày mùng 10 tháng 3 cái dĩa trầu này là bắt đầu Nguyễn An tôi sẽ xây theo mà ơn trên người ta chỉ dạy á, là xây theo mà có nghĩa là bát quái mà cửu trùng, có nghĩa là cửu trùng thiên trong vô vi mà dẫn hành cái bát quái đồ thiên này để cho chúng ta lập thờ. Chúng ta lập thờ sẽ được mà được điểm đạo. Cho nên là rất 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 là quan trọng. Bây giờ này hen, mà Nguyễn An tôi đúng là chưa tới ngày giờ đó mà Nguyễn An tôi phải mua mua cả mua cái mua tàu nè để làm để cho quý vị để mà để thực để lập bàn cho nó không sai. Bây giờ là đây quý vị coi hen, cái nè quẹt trước 8 miếng đi, mỗi một miếng trầu, mỗi một miếng trầu 8 miếng quẹt một miếng hay là miếng nào cũng quẹt, cái này là 8 miếng quẹt cao, cái này cao tươi, nhưng mà giờ mình là sử dụng đỡ cao tươi hay quý vị chứ không phải cao khô hen, giờ mình lấy cao cao tươi hen. Rồi mỗi một miếng nghe nè, mỗi một miếng nào cũng quẹt hen, mà 72 miếng hen nè, quẹt lên hen, để vậy hen, quẹt lên là để miếng trầu, trầu để tươi, miếng dày cao tươi như mà xây vòng vậy nè, 8 miếng tượng trưng cho bát quái. Hiểu chưa, có nghĩa là để hình tròn, đúng rồi nè, thì theo hình bát quái, cái này là mới quan trọng hen, cho nên là rất là quan trọng. Ủa, quạt đâu, tắt quạt đó giùm tôi nghe, đừng cho nó bài,
tôi còn chịu nhật cũng chết luôn đó. Cái này là tại vì không cái mua cau tươi hả quý vị, không có lấy cau này hen. Dạ dạ. Cau tươi hen chứ không phải cái này làm thí dụ hen. Mình chỉnh lại mà làm cho nó mỏng đến thôi, nó nhiều quá nó còn nó lậu lên. Nhớ cau tươi á. Còn cái này là dôi phải không anh? Dôi. Dạ. Thì ăn trầu thì không có trầu cau dâu vậy. Cái này là rất miếng... cái này là kêu bằng là cái bằng cái trận đồ bắt quái của chủ thượng cổ trùng thiên luôn á. Mấy miếng đâu quên. 2 4 6 7 miếng nữa. Nhưng mà cái này sao mà anh kêu em lên gấp chứ ạ? Thì đừng trời ơi, cái này là tới cái ngày đó cúng. Em gấp lên kia không? Để chia sẻ cho mọi người, nếu mà cha mẹ biểu là gửi hết tất cả những người dưới thế gian này cho còn kịp. Em đi, em mà đăng lên trễ một giây phút nào là có nghĩa là không cứu được một người. Dạ dạ dạ. Rồi, Khang. Nó không phải quay ra. Không phải. Không phải. Tại vì đúng rồi, đúng rồi, quay vậy nè. Trước đây á, trước đây á mà quay như vậy á gọi là Đúng rồi. Dạng thù. Còn bây giờ dạng thù quy nhất bổn có nghĩa là rồi, nguyên, rồi, nguyên rồi, về rồi, rồi, một rồi, rồi 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 tiếp nè. Bây giờ hen. Tôi phải không? Quý vị nghe cho rõ hen. Như vậy là một lớp hen. Dạ. Như vậy là 8 miếng. Đúng rồi, một lớp hơn. Lớp. Một lớp nè. Nè, làm hen. Làm thêm những cái miếng này, làm thêm miếng này, chín lớp như vậy, hiểu chưa? Gọi miếng đó. Nè, đó, như vậy là chín lớp, hiểu chưa? Thôi giờ mình làm vậy đi, chứ mình ngồi đây mình làm như vậy là hết, hiểu chưa? Đúng rồi, 9 lần 8, đó, rồi nè, 9, 8, 7, 2 nè, yeah. Là mẫu một lớp là mẫu một miếng mương dâu là một miếng cao mỏng, chồng lên như vậy là như vậy một. Một chỗ là chín lớp nhầy, hiểu chưa? Nhưng mà cao này là cao tươi. Tươi tươi. Dạ. 9 lớp mà này nè, 9 lần 8 là 72. Dạ. Lá nào cũng vậy hen, chứ không hen lá nào cũng phải một miếng dâu và một miếng cao tươi hen. Dạ. Rồi cái phần này xong chưa? Xong rồi. Rõ hen, quay dạ. Cho rõ bà con cô bác người ta cho rõ đi để người ta hỏi á. Dạ dạ dạ. Hen. Rồi ra ngoài tôi ra ngoài tôi sẽ lập cái bằng hướng án cho bà quay cho bà con luôn. Rồi anh đi ra ngoài đi. À. Đó, quay đây. Đây là một bình bông, cái này tôi cái này quý vị biết không, cái bình bông này là tôi để ấy thôi, còn chúng ta về nhà chúng ta bình bông nhắn thọ bông gì cũng được hen. Dạ dạ. Bông cho đẹp đẹp lên hen. Và một dĩa trái cây. Một hen và chín ly nè. Để thì 3 ly trên là 3 ly nước trắng. 3 ly nước trắng này gọi là nước dương á, nước thánh thủy á, nước dương này nè. Dạ. Mà 3 ly nước trắng là nước thánh thủy. 8 phân không anh ơi. Hả? Tăng đủ 8 phân đi. Hen. Đây là gọi nước dương, nó phải trên. Dạ. Kế tới là 3 ly rượu. 3 ly rượu. Mà ly nào cũng phải 8 phân hả anh? Ừ. Đó. 3 ly rượu, rồi kế 3 ly trà. Dạ. Để tôi giải thích luôn. Ly nước trắng này nó thuộc về là dương, nó phải trên hết. Dạ. Và kế ly rượu, dạ. Kế ly trà thuộc về âm, nó phải dưới. Cho nên dạ. Tên đây nó cũng tượng trưng cho gì? Thiên nhân, thiên địa nhân. Dạ. Nhân ở giữa. Hiểu chưa? Dạ. Mà gồm là 9 ly này được tượng gì? Cửu trùng thiên. Dạ. Hiểu chưa? Mà cửu thiên khai quá rồi. Còn cái dĩa trầu xoay này nè, 9 lớp như vậy nè. 9 lớp, 9 lá chồng lên 9 lớp như vậy. Gọi là cửu trùng thiên. Mà cửu trùng thiên này còn 8 nơi vậy là gọi là bắt quái. Có nghĩa là cửu trùng thiên vận hành bắt quái đồ thiên trận ngày mùng 10 tháng 3 này. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Và cộng thêm một trái dừa. Hả? Dạ. Một trái dừa quý vị. Tại này tôi làm đại thêm. Quý vị gọn cho gọt cho sạch sẽ đi. Gọt mặt ra luôn. Gọn sáng ngày cúng mình gọt mặt ra luôn ha. Dạ. Cái này tôi để đỡ. 2 cái đèn này và 5 cây nhang phải cầm như vậy cho tôi. 2 cái đèn cày. Ừ, 2 cái đèn cày tới ngày đốt lên. Đúng 12 giờ trưa ha. Dạ. Ngày mùng 10 tháng 3. Ba cây nhang nằm hướng này, 2 cây nhang đây tượng cho có nghĩa là trong đây tam tài và trên đây tôi từng nói là thì cái nghi cúng của cô đài là nó theo cùng mà của cha thượng đế đó, hiểu chưa? 5 cây trong thì thiên địa nhân mà trong đây thuộc về kêu bằng mà kêu bằng y như mà âm dương vậy đó.
mà năm cây cộng lại là thuộc về ngũ hành, hiểu không? Nó thì tất cả các nghi vậy đó, cho nên lại là tôi sợ hướng dẫn cho bà con cô bác mình quý vị theo bằng mà cái miệng hoặc mình nói theo cái ấy thì nó quý vị sẽ không có được mà làm đúng thì nó sẽ mất hay, cho nên gì đó mà tôi phải mua tôi làm luôn cho quý vị thấy. Dạ. Hen. Đây là chỉ có một lá hen, trồng vô một chỗ nào cũng chín lá hen, mà một lá tôi nhắc đi nhắc lại hoài hen. Cao tươi hen, cái này cao khô hen. Dạ. Như vậy là nè, thí dụ hen, một cái này trồng lên đây nè, nói vậy đó. Trồng lên như vậy là chín lá, chín lớp vậy. Hiểu chưa? Chính. Mà chín nè, chín nè, chín nè. Chỗ này chín nè, chỗ này chín nè, chín nè, chín 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 chín, chín lần 8 72 lá. Dạ. 72 lá là tượng trưng cho gì vậy huynh? 72 lá là tượng trưng cho thất thập nhị địa luôn. Mà 7 cộng 2 là số 9 luôn. Dạ. Nằm trong cái cơ hết ráo rồi. Dạ, hay quá. Cái này rằng mong rằng hen là tôi chia sẻ cái này là tôi giao lại cho kênh Tùng Nguyễn mà muốn đem lên sớm muộn thì Tùng Nguyễn nghe, cái đó là tôi giao, tôi không còn trách nhiệm đó. Cái này gấp mà. Ừ, nói cho biết luôn. Cũng đúng vậy. Cho nên là cái này gửi sớm nào vậy không, sợ nhiều khi gửi trễ nhiều người ta chưa xem được á. Dạ. Rất tội nghiệp cho người đó. Hiểu chưa? Đúng 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa. Cũng như cái lễ để dâng lên cho. Dạ, mà vô đây đó, vô đây nữa. Vô đây nữa, vô đi. Vô đây nữa, tôi hướng dẫn cái mà cái cầu nguyện. Thiếu cái này không được. À, đúng rồi. Cái cầu nguyện nữa. Cái để từ từ clip dài cũng được để cho người ta rõ rồi người ta nắm. Cái cầu nguyện này nữa cũng quan trọng nè. Dạ. Nam mô Quyền Khung Cao Thượng Đế. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu. Cái này thì bà con nên chia sẻ để Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu. Cô chú bác biết cái clip này để người ta học. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. Ai mà chia sẻ thì tự mình lập công đức cái hen. Dạ. Yeah. Nam mô Tam Giáo Thánh Tòa. Nam mô Tam Tấn Quan Nghiêm. Em biết hai cái câu này không? Tam Giáo Thánh Tòa là Tam Giáo Thánh Tòa là giáo chủ là Đức Phật Thích Ca đó. Dạ. Đức Thái Thượng Lão Tổ, Đức Khổng Thánh là bởi vậy người ta nói chung tóm tắt không? Tam mô Tam Giáo Thánh Tòa. Nam mô Tam Tấn Quan Nghiêm là ba vị là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Lý Thái Bạch. Dạ. Đức Quan Thánh Đế Quân á. Dạ. Chưa? Thái Quyền đó. Dạ. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ. Nam mô Long Hoa. Bắt đầu ngày xuống đây là Long Hoa đó, Long Hoa Giáo Chủ á. Di Lạc. Tôn Phật. Nam mô Bổ Sơn Kỳ Hương Phật. Là Bổ Sơn Kỳ Hương Phật này là kêu bằng Kim Sơn Phật ngày xưa đó em. Dạ. Hiểu không? Nam mô Bổ Sơn Kỳ Hương Phật. Cho nên cái này là nó bao quát hết chứ không có mà riêng về một cái tôn giáo nào hết á. Dạ. Bổ Sơn Kỳ Hương Phật.
Nam mô Tam Tấn, Nam mô chư Phật chư Tiên. Chư Tiên. Chư Thánh. Chư Thần. Rồi đó, bài ơi vậy đó. Rồi cái đầu mình sẽ cầu nguyện. Mình sẽ cầu nguyện hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Con cũng có sắm là những lễ vật, mình cũng nói rành lên ha, những lễ vật là trái cây, một bình bông, ba chung nước trắng, ba chung rượu, ba chung trà, đọc ý như vậy cho tôi, và một dĩa trầu cao xây bát cũ, nghe cho rõ ha, và một dĩa trầu cao xây bát cũ, có nghĩa bát quái cũ trùng thiên á. Dạ. Nhưng mà nói cho nó ngắn gọn rồi, một dĩa trầu cao xây bát cũ là xây bát cũ á. Dạ. Và một tế dừa, một cái lươm và nhang đèn. Hôm nay con kính dâng lên cho cha mẹ thầy tổ các đấng thiêng liêng để chứng minh và hộ trì cho con được vào cái trường thi của cha mẹ. Dạ. Và tới đây đó thì mình mua trời, quý vị muốn cầu nguyện gì thêm cầu nguyện hen. Dạ. Đó vậy tôi chỉ hướng dẫn sơ vậy thôi, rồi mình cầu nguyện thêm gì cầu nguyện. Dạ. Có nghĩa là đây là có nghĩa là giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất, là trong cái giờ này là giờ điểm đạo cho môn nhân tại thế, mà cũng là từ giây phút này là trận đồ này mà khai mở ra là khâu tất cả tà ma ngoại đạo đó. Dạ. Thì cái này thì mình cứ để lâu lâu cho bà con cô bác đi, cái này là rất là quan trọng. Dạ. Yeah, để em chụp hình lại. Đúng rồi, cứ chụp hình đi, rất là quan trọng. Chụp hình lại. Không phải là giảng đạo mà rất là cái này rất là quan trọng. Dạ. Yeah. Để em chụp hình em gửi lên. Thì tôi mong rằng là chúng ta là giây phút này lại còn có 6 ngày nữa thôi. Cho nên cô bác chị em mình, một mình tôi thì không thể nào mà đem những cái tin này đến tất cả mọi người hết trong cái trái địa cầu này. Cho nên mong rằng là cái clip này chia sẻ đến cho quý vị, mong rằng nhờ sự giúp đỡ của quý vị để cho những cái người thân mình, những cái người mình, nếu ai chưa tu thì phiên họ đi, phiên họ quay đầu là tu đi, để họ chi, để họ quỳ dưới cái đàn này nè, để cha mẹ thầy tổ sẽ cứu họ, nếu không họ sẽ vô trong bát quái đồ thiên tới đây. Bát quái đồ thiên, bát quái đồ trận này mà khai màn ra có nghĩa là không có chạy đường nào khỏi. Cho nên mong rằng nếu ai hữu duyên coi được và chia sẻ cho người khác, nên người chưa tu nên quay đầu lại. Yeah. Quay đầu lại mà vì trong cái ngày đó đi, cha mẹ sẽ cứu quý vị hết á. Còn những cái người mà đang tu á, đang bật tu á, đây là một cái giây phút thiêng liêng cho những vị đó luôn, là có nghĩa là sẽ được điểm đạo khai mở bộ đầu. Yeah. Cho nên là những vị nào mà đang tu thiền định, đang tu tinh tấn á, là từ đây bắt về sau không dính sắc dục nam nữ ha. Yeah. Thanh tịnh thì ngày đó lập cái đàn này, cha mẹ tới giây phút đó cha mẹ sẽ khai mở bộ đầu, cho nên đã điểm đạo mà. Dạ. Thật lòng mà nói với quý vị ơi, khi mà tôi nhận cái thiên thư này cách đây 2 ngày á, thì tôi tính điện qua Tùng Nguyễn gấp liền cho Tùng Nguyễn đăng lên, nhưng mà nói bằng ghi âm thì hướng dẫn cho cô bác chị em mình á, thì những cái lễ vật cúng là xây cái mâm trầu cao này theo bắt quái cũ trùng thiên, quý vị sẽ làm không trúng. Cho nên vì chỗ đó mà tôi điện thằng Tùng là phải chạy lên đây gấp cho tôi đó.
Cho nên là nếu bây giờ từ khi tôi nhận được cái thiên thư này rồi á, thật lòng tôi ngủ không được luôn á, ăn ngủ không được. Dạ. Muốn gửi đến cho bà quý vị liền. Dạ. Đó. Cho nên mong rằng là cái giây phút này quý vị ơi, xuống rồi, Lạc Dương xuống rồi, mà Lạc Dương xuống là cái bằng là nhân gian sẽ khổ đó, là bị thâu hết á. Xuống là xuống bằng xác luôn á. Xuống đã nói là y như là thí dụ như anh đi. Yeah. Đã có cái xác thân dưới đây nè. Yeah. Mà trước đây là xác thân chỉ nhận điểm thôi, mà bây giờ là nhập vô thể luôn. Dạ yeah, dạ. Yeah. Hiểu chưa? Nhập vô thể luôn. Dạ. Yeah. Là nhập vô thể chi ông, để khai triển cái bắt quái đồ thiên này nè. Cho nên là quệ qua nó khóc hoài là vậy đó, nó nói là kinh khủng là vậy đó. Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Mẹ là mẹ Diêu Trì á, đã sinh lại á, y như quệ qua nói, mẹ Diêu Trì đã sinh lại cho nên cha mới quản lại. Cho nên là mẹ đã về hết trong năm vừa rồi, mẹ về rút về rồi, giao lại cho cha đó, là giao cha là Lạc Dương xuống thế đó, hiểu chưa? Dạ. Mà xuống thế thì khai triển Long Hoa Thiên Đồ Trận này là cái bắt quái mà đồ trận này là nghĩa gì, ý nghĩa gì nào, là có nghĩa là vậy nè, là trong cái vô vi cửu trùng thiên là các vị vô vi và những vị trong hữu vi này cùng nhau mà làm, có nghĩa là tất là những cái cơ trận đồ mà nhân loại á, thảm họa đó là chính là bắt quái đồ trận á, thâu hết á, hiểu chưa? Dạ. Cho nên là nếu mà ai mà được cha mẹ được điểm đạo được cứu á, thì không lọt vô trong bắt quái đồ trận này, là kêu bằng là được cha mẹ cứu đó. Cho nên là tôi đã đọc vừa rồi là tà ma quỷ quái tới đây thâu hết trong bắt quái đồ thiên này, dù một người nó tu 1000 năm cũng không thoát ra được luôn, bị xử hết luôn. Cho nên là những quý vị nào mà đi lạc đường, đi theo rơi vào tả đạo bằng môn, cấp tốc quay lại liền, thâu là tiêu hồn tiêu xác. Dạ. Yeah. Môn vừa rồi quên là cái mà mới đăng lên vừa rồi đó em. Dạ. Yeah. Mà có vị trong đó là có hỏi em vậy nè, nhờ em chia sẻ giùm cái chữ dạng nghịch chí chân nhân thận á, đây là cũng hay trong cái này. Dạ. Yeah. Cho nên là sẵn đây anh cũng chia sẻ cái thời gian này cho vị đó mới rõ luôn. Dạ. Yeah. Đó là cũng cơ, đó là cái câu đó là cũng là nằm vào cái mà hai chữ dạng đó là cái cơ quy nhất đó á. Thì cái chữ dạng thận á, cái chữ dạng thận ngày xưa là cái chữ dạng thận. Chữ dạng thận là vậy. Chữ dạng thận nó quay theo nghĩa theo là thận chiều kinh đồng hồ. Là quay vậy nè. Quay vậy nè, quay vậy nè, quay vậy là thận, còn này thận. Còn nghịch nè. Nghịch là chữ dạng bên câu đài á. Nè, quay vậy nè. Quay vậy là quay nghịch nè. Nè. Đó. Quay ra quay nghịch nè. Vậy là khác nhau ha. Khác nhau nè. Dạ. Khác nhau nè. Còn này quay thận nè. Nè, theo cái mũi tên nè. Dạ. Là anh thận theo chiều kim đồng hồ ha. Dạ. Bắt đầu giải ha. Đây là quay nè. Nó quay vậy nè. Là nghịch nè. Cái đồng hồ mình chạy là vậy phải không? Đồng hồ mình chạy vậy nè. Dạ. Còn này nghịch nè, anh chạy nghe nè. Nè, bắt đầu nè. Giải cái chữ thận trước ha. Cái này chơi là cái chữ dạng thận trước ha. Yeah. Đầu tiên là thì không có trời đất gì, có một khí hư vô thì sanh ra ngâu thế cực, là chúng ta biết rõ rồi. Mà ngâu thế cực đó là chính gì? Một gạch dương. Một gạch dương là vậy nè, thấy không? Một gạch, yeah, dương đứng. Thì một gạch dương này là chính là cái ngâu dương, là cái ngâu dương là ngâu cha của thượng đế, hiểu không? Yeah. Thì là cha mới là chiếc ra nữa, là thì ra là cái ngâu âm là ngâu Phật mẫu á. Nó theo mà cái nè, ra một cái ngâu âm nữa. Đó, một cái ngâu âm ra y dấu cộng, nó giống y cái chữ thập á. Cái chữ thập bây giờ ra là thầy nhân thập là vậy. Thì ra một cái chữ thập như vậy. Đầu tiên là nếu mà hai cái nó nằm điên vậy nè. Nó nằm điên vậy là nó chưa gắt chồng ra là gọi là lưỡng nghi. Lưỡng nghi
Lưỡng nghi là, lưỡng nghi là vậy nè, lưỡng nghi là em biết vậy nè, nè. Dạ. Đó vậy ha. Đó bên nhá, lưỡng nghi. Đó. Lưỡng nghi mà khi chồng như vậy. Lưỡng nghi. Mà khi chồng lên vậy là ra gì? Bốn cạnh. 1 2 3 4 tứ tượng. Dạ. Tứ tượng. Rồi khi mà tứ tượng này nó quay. Nó quay thì nó ra gì? Ra chữ dạng, đúng không? Dạ. Phải ra chữ dạng không? Dạ, đúng rồi. Đó, thì ra chữ hai dạng này là nó bốn cạnh nữa. Thì gọi là bát quái. Bát quái mà tại vì nó không nó là cái ý đó là nó nằm trong bát quái nè. Ra bốn cạnh đó bát quái. Thì đây gọi là gì? Đây là gọi là gì? Thái cực sanh lưỡng nghi sanh tứ tượng sanh bát quái mới sanh dạng loại chúng sanh. Là đó là có nghĩa là gọi là gì? Gọi là ly. Là nhất bổn tán nhân thù. Nghe cho rõ ha. Nhất bổn tán nhân thù. Là sao? Nhất bổn là sao? Nhất bổn là có nghĩa là một mình ngâu thế cực của cha. Dạ. Yeah. Mà sanh ra 2, sanh ra 4, sanh 4, sanh 8, sanh ra dạng thù. Tả ra đó, tả ra cho nguyên căn xuống thế đó mà xuống thế giáo đó mà cho là đi xuống thế là bị nhiễm trần không về được. Cho nên là không về được, không gọi là không quy về gốc, không quy nguyện về bổn. Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Rồi rõ hen, rõ gọi là cái chữ dạng thận hen. Dạ. Yeah. À, bắt đầu chữ dạng nghịch nè. Tấm bản nhỏ quá cho tôi lau này hen. Dạ. Yeah. Rồi rõ rồi qua nghe hen. Rồi. Đó. Nè, bắt đầu chữ dạng nghịch nè. Chữ dạng nghịch này tại sao câu đài hành á? Chữ dạng nghịch này là thì tất cả là ngày hôm nay là cha mà đem xuống tất cả mà Phật Thánh Tiên xuống lâm phàm xuống á để dẫn độ cho các nguyên căn á. Để chi? Nè, để trở về, để đi nghịch lại, để trở về là dạng thù quy nhất bổn. Còn cái này là nhất bổn tán dân hầu, hiểu chưa? Dạ. Yeah. Lộn đi lộn lại ha. Đâu có, đúng rồi, nhất bổn tán dân hầu. Đó, dạng thù thì trả lời cho cái người bình luận cho em á là yeah. Kêu em hỏi giùm anh á. Yeah. Dạng thù quý nhất bổn. Rồi sẵn đây nữa, trong kênh này chắc những người có tín đồ của đài. Rồi tôi sẽ giải trình sâu vô cho những người tín đồ của đài, trong đó thì sẽ hiểu rõ. Lễ mà cái mà đám tang của người tín đồ Cao Đài mà mẫu là người chết mà lễ lỡ đi á em, nó đi mà nha, nó đi mà vậy nè, đá vậy nè. À. Hiểu không? À. cho nên là vậy nè, những người khác nghĩ là bình thường, không phải bình thường, là khi mà nè là lễ đi á, lễ đi là thứ nhất là đầu tiên mà lễ mà đầu tiên mà nó cầm hương đi á, mà nghe tiếng trống á, là tiếng trống á, là nó khởi đi, là có nghĩa là khởi đi là tiếng trống á, là tượng trưng cho cái tiếng nổ đầu tiên trong càn khôn vũ trụ đó. Yeah. Hiểu chưa? Đó, cho nên là khi mà đi rồi thì lễ nó bưng hương là gì? Là bưng hương đi á, là tượng trưng cho khi mà khí quyền mà nhẹ nó thanh lên làm thiên làm trời đó. Yeah. Còn khi bưng cơm á, đem dâng lên á, là thuộc về thuộc địa, mà khí trần trượt là trồng xuống thành địa. Hiểu chưa? Dạ. Cho nên là khi mà còn bốn anh lễ mà anh xây á, cho nên là bốn anh lễ xây mà xây theo mà vòng tròn nè, một góc nè, hai góc nè, ba góc nè, bốn góc nè, nè một người nè, đây là một người hen, hai người hen, ba người hen, bốn người hen, bốn người á, mà lễ nó đá anh xây vậy nè, anh xây vậy nè. Anh xây ngược chiều kinh đồng hồ nè, thì ngược theo cái chữ dạng nè. Dạ. Là chi không? Là ý nói là đưa linh hồn này trở về với Thượng Đế đó. Yeah. Hiểu chưa? Dạ, yeah, hay quá. Vô thấy không? Rồi xong. Yeah. Mấy cái tầng xong là cái bằng xây bát quái, xây tứ tượng, xây bát quái. Thì tôi chỉ nói sơ vậy thôi. Dạ. Yeah. Hen. Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Cho nên tất cả những đạo cổ đài nghi thức toàn là nói về toàn là thái cực lưỡng nghi tứ tượng bát quái không? Dạ. Bí quyết hả? Hên, rồi vậy là quá rõ hen, là cái vị đó cũng tôi cũng đã là cái câu hỏi cũng quá rõ ràng hen. Dạ. Chữ dạng nghịch là dạng thù quy nhất bổn, có nghĩa là dạng thù là tất cả chúng sanh con cái của cha hết đó. Mà mấy đâu nay đi xuống thế không biết được về, ngày hôm nay phải trở về, nhưng về nguồn cậu về cha hết, hiểu chưa? Dạ. Về nhất bổn thì về với cha, hiểu chưa? Ngày xưa thì nhất bổn các người con từ cha mà ra đi. Dạ. Bây giờ là quay lại. Đúng rồi, giờ quay vợ rõ hen. Dạ. Rồi, đó vậy rồi. Rồi cái clip tới đây cũng dài rồi, thì em thay mặt khán giả cảm ơn anh An rất là nhiều. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú ạ. Và hẹn quý cô chú clip sau ạ. Xin chào ạ. Chào kiểu vậy. Dạ.